Sáng nay ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận Long Biên chật kín người dân đến theo dõi phiên xét xử Trương Văn Mình, thiếu niên Hà Nội mới hơn 15 tuổi khi gây án. Bị cáo buộc đã đánh Nguyễn Hoàng Đạt, nam sinh lớp 8 dẫn đến chết não. Vụ việc này chấn động không chỉ là bởi vì sự dã man, mà còn vì hoàn cảnh éo le của nạn nhân. Nhưng mà điều kỳ diệu thì không xảy ra. Em đã qua đời trong nỗi xót xa tột cùng. Ngay tại cổng, không khí căng thẳng bao trùm, lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo an ninh. Những giọt nước mắt của bà nội và người mẹ kiệt quệ của Đạt làm xé lòng tất cả những người có mặt. Liệu công lý sẽ đến để xoa dịu nỗi đau của gia đình em và một bản án đủ sức răn đe có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai? Xin kính mời các bạn hãy cùng theo dõi. Phiên tòa tạm hoãn bởi vì bị cáo sốt cao. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, 19 tháng 11, phiên tòa vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong bắt đầu được xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Phương Huyền là phó chánh án Tòa án Nhân dân quận Long Biên làm chủ tọa. Phiên tòa hôm nay được bố trí trong phòng xét xử rất là thân thiện, không có bục khai báo. Thẩm phán thì không mặc áo choàng mà mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa án Nhân dân. Tuy nhiên, cả bị cáo và người giám hộ đều không có mặt. Cán bộ công an hỗ trợ tư pháp thông báo, trước phiên tòa thì Trương Văn Mình, 16 tuổi, ở Hà Nội, bị cáo buộc đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến chết não và tử vong. Bị cáo Minh đã bị ốm, sốt phát ban và không đủ điều kiện để trích xuất đến tòa. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố nêu quan điểm do Minh ốm không thể trích xuất đến tòa nên đề nghị hoãn phiên xét xử. Luật sư thì cũng đồng ý với đề nghị này. Sau khi hội ý thì 9 giờ 30, chủ tọa công bố hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được báo sau. Từ sáng sớm, khu vực ngoài cổng tòa rất là đông người dân đến theo dõi thông tin về phiên xét xử nhưng mà không được vào bên trong. An ninh của phiên tòa được thắt chặt, tất cả những người ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt, phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Chị Nguyễn Thị Lan, 39 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8, chị mặc áo màu đen, dáng người gầy gò, được người thân dìu đến tòa. Khi vừa đến cổng, chị Lan đã khóc nấc, hai chân khuỵu xuống, bước đi liều xiểu. Người mẹ mất con thì không thể lên phòng xử ngay, mà phải được đưa vào khu vực chăm sóc y tế bởi vì tức ngực khó thở. Phải mất hơn 10 phút để chị trấn tĩnh tinh thần thì người thân mới có thể đưa chị vào phòng xử án. Có mặt trước khu vực Tòa án Nhân dân quận Long Biên, nhiều người mặc trang phục in ảnh nạn nhân và mang theo di ảnh. Một số người quá khích yêu cầu tòa án mở cổng cho người dân vào bên trong xét xử công khai. Sau khi phiên tòa xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong trì hoãn, nhiều người ngay lập tức tập trung về trước cửa nhà của bị cáo Trương Văn Mình. Lực lượng dân quân tự vệ cũng phải có mặt để nhắc nhở, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực này. Nhìn lại vụ án thiếu niên đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến tử vong. Quay ngược thời gian thì vào chiều 19 tháng 3, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội nhận được đơn trình báo từ chị Nguyễn Thị Lan về việc con trai mình là Nguyễn Hoàng Đạt, 14 tuổi, là học sinh lớp 8, bị tác động mạnh, gây thương tích nghiêm trọng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ chuỗi sự kiện đau lòng dẫn đến cái chết của nam sinh. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17 tháng 3, Trương Văn Khang, khi đó mới hơn 11 tuổi, cùng với ông nội chạy thể dục tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng. Trong lúc chạy, Khang gặp cháu Nguyễn Hoàng Đạt tại lối đi ven sân và đã xảy ra mâu thuẫn. Theo lời khai, Khang bị Đạt tát một cái vào mặt. Sau đó thì Khang về nhà và kể lại sự việc cho anh trai là Trương Văn Minh, 16 tuổi. Mình quyết định ra mặt giải quyết thay cho em trai. Thấy vậy thì bà nội của Khang yêu cầu Trương Văn Tâm là bố đẻ của Minh và Khang đi theo can ngăn. Ông Tâm lấy xe máy chở hai con quay lại khu vực sân đình. Khi mà đi qua cổng Đình Lệ Mật, ông Tâm mới khuyên đi vào gặp ông nội giải quyết để bố còn về làm việc. Tuy nhiên là thay vì ra gặp ông nội đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên, mình và Khang đi thẳng đến sân Bát Giác nơi Đạt và các bạn đang chơi bóng rổ. Mình mới lớn tiếng hỏi: "Thằng nào đánh em tao?" Khang mới liền chỉ về phía Đạt và nói: "Thằng kia kìa." Tiến đến gần Đạt, mình túm cổ áo cậu bé rồi dùng tay phải đấm mạnh vào má trái của Đạt. Cú đấm khiến Đạt ngã xoay một vòng, đầu đập mạnh xuống nền đá. Chưa dừng lại, mình tiếp tục túm áo Đạt, yêu cầu phải xin lỗi em trai. Đạt cố ngồi dậy, quỳ một chân và chống tay xuống nền đá. Nhưng mà do choàng váng nặng, em không nói được gì nữa. Lúc này ông Tâm đã chạy xe máy đến nơi, thấy con trai hành hung Đạt, ông mới hô lớn: "Minh, không được đánh em." Sau đó thì ông đến gần hai cậu bé và nói với Đạt: "Lần sau mà còn đánh em thì chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý." Ông Tâm nhanh chóng chở hai con về nhà. Trong khi đó thì Đạt bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, các bạn của em dìu em đến ghế đá gần cầu trượt để nghỉ. Sau khi đưa hai con về, ông Tâm lo lắng quay lại sân đình để xem tình hình Đạt. Thấy Đạt tái nhợt và biểu hiện không ổn, ông này mới đi mua nước lọc cho em uống. Tuy nhiên là sau khi uống, Đạt nôn mạnh, buộc ông Tâm cùng một người bạn của Đạt phải đưa em vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.
Tình trạng của Đạt nghiêm trọng, em lần lượt được chuyển đến bệnh viện 108, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và cuối cùng là bệnh viện Nhi Trung ương. Dù được điều trị tích cực, Đạt rơi vào tình trạng chảy máu não dẫn đến suy đa tạng. Đến ngày 21 tháng 5, sau hơn 2 tháng chiến đấu với tử thần, Đạt đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết là chảy máu não dẫn đến suy đa phủ tạng. Vụ án này khiến cho dư luận bàng hoàng, không chỉ vì sự dã man của hành vi mà còn bởi chuỗi sự việc tưởng chừng rất là nhỏ thôi, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và không thể vãn hồi. Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh. Dư luận không chỉ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của anh em Trương Văn Minh và Trương Văn Khang mà còn xót xa khi biết về hoàn cảnh éo le của nạn nhân Nguyễn Hoàng Đạt. Nam sinh lớp 8 sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, từng là niềm hy vọng duy nhất của người mẹ đơn thân, nhưng mà lại ra đi trong bi kịch đau lòng. Bố của Đạt qua đời vào năm 2021 trong một vụ tai nạn giao thông, để lại mẹ em là chị Nguyễn Thị Lan, một mình gồng gánh nuôi con. Gia đình nhỏ vốn rời quê Cẩm Khê Phú Thọ xuống Hà Nội làm thuê từ 10 năm về trước, sống trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận Long Biên. Chồng mất, chị Lan, một người phụ nữ nhỏ bé và gầy gò, đã làm đủ thứ nghề, từ bán quần áo đến lao động chân tay để kiếm tiền nuôi con, dù cuộc sống đầy vất vả. Mặc dù khó khăn, chị Lan vẫn luôn tự hào về cậu con trai ngoan ngoãn hiếu thảo. Đạt là nguồn động viên lớn nhất, là niềm an ủi giúp chị vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt. Nhưng mà rồi bi kịch ập đến khi mà chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ thôi, em đã bị Trương Văn Minh hành hung dẫn đến chết não. Suốt 2 tháng trời, chị Lan không rời khỏi con. Từ Phú Thọ, chị lại tất tả đưa con về Hà Nội khi tình trạng của Đạt ngày một xấu, nuôi hy vọng và một phép màu. Nhưng mà đến ngày 21 tháng 5, mọi nỗ lực đều đã vô vọng. Đạt chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ, để lại nỗi đau không thể diễn tả. Chị Lan từng nghẹn ngào chia sẻ khi nhớ lại những ngày tháng chăm con thoi thóp trên giường bệnh. Con là động lực, là tất cả của tôi, nhưng mà giờ tôi như mất đi cả thế giới. Dù nửa năm đã trôi qua, nỗi đau này vẫn hằn sâu trong lòng chị. Căn phòng trọ nhỏ đầy ắp hình bóng của Đạt, từ bộ đồng phục cũ đến sách vở còn chưa kịp đóng lại. Tương lai mà chị từng kỳ vọng vào con giờ đã khép lại mãi mãi. Câu chuyện về Nguyễn Hoàng Đạt không chỉ là một vụ án thương tâm mà còn là lời nhắc nhở về nỗi đau dai dẳng mà bạo lực học đường để lại cho những người ở lại, đặc biệt là người mẹ mất đi tất cả hy vọng vào cuộc sống. Cái kết không tưởng, cha của bị cáo không phải đồng phạm, em trai được quản lý, giáo dục tại địa phương. Mới đây được biết kết luận điều tra của Công an quận Long Biên, ông Trương Văn Tâm, cha của bị cáo Trương Văn Minh thì không bị xác định là đồng phạm trong vụ việc gây thương tích dẫn đến cái chết của nạn nhân. Quá trình điều tra cho thấy ông Tâm không trực tiếp tham gia hay là có ý định tiếp tay cho hành vi bạo lực của con trai. Cơ quan điều tra đã làm việc với 3 nhân chứng có mặt tại hiện trường, là những người chơi bóng cùng với Đạt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Lời khai của các nhân chứng kết hợp với những chứng cứ thu thập được làm rõ rằng hành vi đánh Đạt hoàn toàn do Minh thực hiện. Tại cơ quan công an, Trương Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai của bị cáo này phù hợp với các tài liệu và cả bằng chứng, củng cố kết luận rằng ông Tâm không liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên là em trai của mình, Trương Văn Khang, được xác định là đồng phạm. Khang đã chỉ đích danh nạn nhân và kích động anh trai ra tay. Khi vụ việc xảy ra, Khang mới 11 tuổi, 5 tháng và 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đã thông báo tới chính quyền địa phương và trường học của Khang để phối hợp quản lý, giáo dục em trong thời gian tới. Về dân sự thì đại diện gia đình bị hại Nguyễn Hoàng Đạt là chị Nguyễn Thị Lan yêu cầu bị can và người đại diện bồi thường dân sự số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đến nay gia đình bị can đã bồi thường 100 triệu. Dư luận nói gì về vụ án đau lòng này? Vụ án Nguyễn Hoàng Đạt bị đánh dẫn đến tử vong không chỉ gây phẫn nộ mà còn làm dấy lên rất nhiều ý kiến tranh cãi về trách nhiệm của gia đình bị cáo, đặc biệt là cha của mình. Dù cơ quan điều tra xác định ông này không phải đồng phạm, nhiều người vẫn cho rằng ông Tâm có trách nhiệm không nhỏ trong vụ án. Một số ý kiến nói rằng hành động chở hai con đến hiện trường của ông Tâm đã gián tiếp dẫn đến bi kịch. Một người chia sẻ, nếu mà ông Tâm bình tĩnh hơn, không chở con ra sân đình, có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa. Trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục trẻ cũng cần phải được xem xét. Dư luận cũng lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực của anh em Minh và Khang. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bạo lực ở trẻ vị thành niên đang ngày càng gia tăng. Cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, không thể để những hành vi côn đồ ở lứa tuổi nhỏ trở nên phổ biến hơn. Bên cạnh đó thì sự thương cảm dành cho mẹ nạn nhân cũng lan rộng. Người mẹ đơn thân mất đi chỗ dựa duy nhất của mình, làm sao để công bằng được trả lại cho gia đình em Đạt? Mọi người xót xa chia sẻ. Bi kịch này không chỉ là nỗi đau cho cả hai gia đình mà còn là bài học đắt giá về trách nhiệm giáo dục và sự kiểm soát hành vi của người lớn trước những xung đột của trẻ thơ. Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay mới có thể ngăn chặn những vụ việc đau lòng như thế này.